Em à, em có bằng lòng thương anh á thì xuống sông sống với anh nè em. Dưới này cá nước lặn lội, hai đứa mình bên nhau suốt tháng qua năm sẽ ở dưới sông luôn nghe em. Hey, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Huỳnh Như đây. Thì hôm nay á, mình sẽ làm một cái món nói chung là không có liên quan gì tới thịt cá dầu mỡ gì hết trơn. À, có dầu, có dầu. Ủa, không có dầu luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn liên quan tới một cái bộ phim hoạt hình. Mà đố các bạn biết bộ phim hoạt hình đó là phim hoạt hình gì nha. Nếu các bạn có theo dõi nó từ lúc mà tuổi thơ thì các bạn sẽ biết đó là bộ phim hoạt hình gì. Mà bây giờ thì mình sẽ bật mí cho các bạn biết luôn. Hôm nay mình sẽ làm món bánh rán Dorayaki. Đó chính là bánh rán của Doraemon ăn á. Thì không biết là cảm giác mà mình làm nó có thành công hay không nữa. Mình thấy ở ngoài đường nhiều người bán rất là ngon luôn. Và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ làm cái món bánh này ở dưới sườn, dưới sông á, chứ không phải là ở trên bờ nữa. Vì mình thấy nó cũng rất là đơn giản. Thì không biết vô cái bàn tay này của mình thì có ăn được hay không nha. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi hết cái clip này nha. Nếu như thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì let's go. Mình đã xuống sông rồi đây. Ta-da! Còn đây là một cái chảo mới mua luôn á các bạn, mình vừa rửa xong luôn. Đây là một cái bếp ga mình đem theo để mà nướng ở lộn, để mà nấu ấy lộn, để mà chiên ở dưới sông, chứ ở dưới sông đâu nấu củi lửa gì được đâu. Đây chính là bột bánh rán nè. Đây là bột bánh rán hương vị truyền thống, thì mình mua ở đây là 4 bịch. Tại vì á mình không có biết pha như thế nào cho nó ngon, cho nên là mình mua cái bịch bột mà người ta pha chế theo công thức sẵn như vậy, thì chiên lên ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Còn đây là một chai Sicula. Thì cái chai Sicula này mình sẽ để làm cái nhân của bánh rán, giống như là cái ông Doraemon ông ăn vậy đó. Chắc chắn sẽ rất là ngon luôn các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện cái bánh rán Doraemon này ở dưới một lòng sông nha. Khung cảnh nó xung quanh đây thật là yên bình luôn á mọi người ơi, rất là mát mẻ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái thau này để mà để bột bánh rán vô. Giờ mình sẽ khui cái bịch bột bánh rán này ra vô cái thau nha các bạn. Đó. Thơm ghê luôn á. Ở trong đây là một bịch bột này là sử dụng 140ml nước. Thì 4 bịch bột này thì sẽ sử dụng là 4 × 14 × 4 là 28 26 là 560ml nước các bạn ơi. Cái gì vậy? Ngồi em coi gì? Thằng Duy này xíu sắc ghê luôn á. Thơm. Thiệt chứ xả ghét quá. Chin 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 chin. Bây giờ mình sẽ đổ vô nghiền. Đấy. Thế là xong 4 bịch bột của mình. Cái này thì để chút xíu nữa đem lên bờ đốt, hoặc là dục vô sọt ghét mấy bạn ơi. Để xả xuống sông thì nó sẽ rất là ô nhiễm môi trường luôn á. Thường bà đó ô nhiễm rồi còn gì. Tôi thấy bình thường bà nên ăn uống gì bà cũng tiểu xuống dưới cái chứ. Em chứ ai. Em có cái dòi tới ngày em cứ tiểu tiểu xuống sông hoài. Em bảy đáng bảy vòng vòng ngoài giường. Đáng chết mấy cái bụi chuối của tôi. Đáng chết mấy cái bụi chuối của tôi luôn vậy á. Ôi các bạn ơi, ở dưới này nè, dòng sông nè, nhìn nó đẹp ghê luôn mấy bạn. Ở quê là như thế này nè, thấy không? Đó, bầu trời trăng xanh, gió mát trăng xanh nè. Ở trên nè, nguyên một bầu trời xanh lè xanh lét luôn. Rồi bây giờ bà làm gì nữa? Thì bây giờ là mình sẽ đổ nước vô đây rồi mình quậy lên rồi mình chiên. Rồi, chiên rồi nước đâu? Quên rồi, quên lấy nước xuống rồi. Chi lên lấy cho chị đi. Lấy nước với sông xài mẹ đi. Thôi. Nó thầy. Ô nhiễm. Nhiễm gì nhiễm? Thôi, lấy nước giúp chị đi, ăn mỹ luôn á. Nhỏ này thiệt chứ. Ồ, bây giờ Nhi nó đi lên trên bờ lấy nước giùm mình nè. Trên đó là nhà của mình đó. Nó xài cái thùng nước đó đi. Coi nè, coi nó nè. Đó, coi chịu nổi không? Dục xuống ghe thì dục đi, xéo sắt còn dục xuống sông. Dục phải quay lại luôn giờ tin không? Mày điên cái tôi quất cho mày cây dặm giờ à. Cái thằng quỷ nhỏ. Bum xin ra bum ba là bum ba là bum ba là bum bum bum. Ướt quần rồi kìa rồi. Ê, có đứa đá quần kìa ông nội. Bây giờ đã có nước rồi, mình sẽ chế vô đây nghe mấy bạn. Trời, lấy được nước này nó cũng vất vả lắm luôn á. Chứ không phải đùa đâu. Chắc được rồi bây giờ.
mình sẽ quậy lên nha. Nếu như mà nó bị đặc đó, thì mình sẽ thêm nước vô để mình bỏ loãng quá rồi không có bột gì hết vô, chiên nó sẽ không có ngon đâu. Không được rồi mấy bạn ơi, nó không có đều rồi, nó giống như là cái hạt cẩm gì á. Bây giờ mình sẽ thêm một miếng nước nữa nha. Gì? Đừng có lắc dơ, Di sợ té lắm. Đó, chắc được rồi đó. Thôi chút nữa thiếu nước thì thêm nữa nha. Mấy bạn coi kìa, mấy con cá nó lội chấm chấm đằng đó kìa mấy bạn. Xong này á, thay vì chỗ này á mình cho nó ăn nhiều cho nên là nó lên bờ đó mấy bạn, nó ngấp 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 nè. Đó theo mấy bạn, nước thì cũng trong xanh luôn nè, nước cái này nè mấy bạn. Đó. Còn này thì móng giò mình nó bị thối. Móng giò mình nó bị thối nè mấy bạn. Chịu nổi không? Thiệt chứ. Tình yêu ơi chẳng muốn ở bên cạnh người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Em à, em có bằng lòng thương anh á thì xuống sông sống với anh nè em. Dưới này cá nước lặn lội hai đứa mình bên nhau, suốt tháng qua năm sẽ ở dưới sông luôn nghe em. Có à bá nữa. Có à bá nữa. Xong hồi quậy thì bây giờ nó đã mịn rồi nè mấy bạn ơi, nhìn hấp dẫn quá, thơm nữa. Bây giờ thì mình sẽ để lên chảo và chiên thử một cái xem là nó sẽ như thế nào nghe. Cái này thì hết sử dụng rồi, bỏ ra ngoài sao. Dục xuống nước đi. Ai với mấy người? Dục bờ bãi. Bà làm gì bà săn quần lên hả? Chuẩn bị nấu ăn. Nè đây nè, cái chảo mới mua, không có chỗ để bất tiện quá. Ở dưới xuồng nấu ăn thì nó mát mẻ, nó vui vẻ thiệt. Nhưng mà bất tiện, nó không có chỗ mà để này để kia. Đây. Ở dưới sông là tiện, có cái là ăn xong rồi tại chỗ luôn. Ai vô em vô giá tiết quyền. Vô giá tiết quyền. Để mình bật bếp ga lên cái nghe. Ôi trời. Cái nổ bánh xác hai đứa luôn á. Ủa bị gì vậy Di? Ok được rồi nè, bật lửa lên nè. Ok để chảo lên rồi mình sẽ cho thử một cái bánh vô nghe. Không biết sẽ như thế nào đây. Cái này giống cái bánh xe bò. Thơm quá vậy. Thơm quá này Di. Trời nó nổ kìa. Nhìn lạ quá, lần đầu tiên mình làm cái này luôn, không biết là có ăn được hay không nghe. Nãy giờ cũng lâu rồi mình sẽ trở lại nghe. Wow. Để lửa như vậy mà nó còn khét á mấy bạn, mình sẽ nhỏ lại một chút xíu nữa nghe. Mình thấy nó cũng giống ga ga cái bánh gán rồi đó. Giống ga ga cái bánh gán. Này là cái bánh gì biết không? Bánh da lợn á. Bánh gán em ơi. Khét khét cho mấy ngon. Thơm thơm rồi đó. Yeah. Được rồi mấy bạn ơi, mình sẽ để lên đây nghe. Ôi, để vô ngay đây đi. Đó. Nè, một cái thành công rồi, bây giờ mình sẽ làm thử một cái thứ hai nha. Wow. Mình rất là háo hức, không biết là ăn nó sẽ như thế nào đây. Đó, cho nó tròn đều. Nó bự ra vậy nè, nó sẽ rất là ngon và đẹp luôn. Nó bự như cái mặt của mình vậy đó. Banh bành. Bây giờ còn một cái cuối cùng thì mình sẽ đổ vô luôn nha mấy bạn. Nãy giờ một thao bột khổng lồ luôn mà mình đổ còn có nhiêu đây nè. Mình sẽ chơi một cái khổng lồ vô luôn. Nãy giờ mới đổ được bao nhiêu đây nè các bạn, quá trời luôn nè. Không biết là một chút xíu mình có ăn hay không hay là để cho cá nữa mấy bạn, mình chưa có nếm thử. Ngon vậy mà để cho cá về nhìn hấp dẫn lắm đúng không? Ngồi giữa dòng sông mênh mông mát mẻ như vậy mà được hưởng thức bánh rán Doraemon thì còn gì bằng đúng không các bạn? Mình sẽ hát cho mấy bạn nghe cái bài mà của cái bà Doraemon mà xưa bá Hường hát á. Mấy bạn coi phim hoạt hình Doraemon là mấy bạn sẽ biết liền à. Di biết nghe, Di có nghe bài đó chưa? Gì? Xilô. Không phải. Chứ cái gì? Cái gì mà Nakina. Na 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 na.
Nobita gì đó. Soda ikuta ra ananan tatte me daisuki Doraemon. Đó, nhớ vậy đó. Và cuối cùng thì cái bánh cuối cùng của mình cũng đã xong rồi nè các bạn ơi, mình sẽ để ra đây nghiền. Ok, được rồi. Chút xíu nữa là nó sạch vàng hết trơn rồi, nghỉ ăn luôn á các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy sô-cô-la và chét lên đây nha. Cái công đoạn này là cái công đoạn mà mình thích nhất luôn á. Mình nghĩ sẽ rất là ngon luôn. Đây, cái chai sô-cô-la. Cái da nóng mà đen nghe cái đít. Quéo cái đít. Đó, khui ra, hấp dẫn chưa. Cái chai sô-cô-la này đặc biệt mình có thể dùng để pha trà sữa hoặc là những cái thức uống khác cũng được nữa. Cái này nóng quá, để lấy cái này nguội nguội nha. Nguy hiểm quá. Ở dưới sông nó rất là chao đảo luôn. Hình như nó nghiêng qua thì mình phải nghiêng qua bên này các bạn ơi. Nó nghiêng qua bên này thì mình phải nghiêng qua bên này. Dế ngồi ngay lại con. Đó, hai đứa mình mà ngồi ngay thì cái xuồng nó mới bằng được. Nên là các bạn sẽ thấy nhiều cái bánh nó méo qua méo lại là do hai đứa mình ngồi lắc qua lắc lại á. Đây. Cái gì rồi? Cái chuyện vô lý. Không đúng hả? Đây mình sẽ gắt lên không để mình cầm lên coi. Mình sẽ chế lên trên cái bánh này nghen. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Đó. Cái chai đó giống xà bông giặt đồ quá. Cái chai sô-cô-la của người ta chứ xà bông giặt đồ gì. Chén ông ghê vậy á. Mình sẽ úp lại nghen. Đó. Các bạn có thấy giống không? Nhìn rất là giống luôn đúng không? Xong rồi một cái để xuống đây. Bánh gán này là của Doraemon nha các bạn. Nhưng mà một chút xíu nữa sẽ là chai anh ăn nha các bạn. Chai anh hả? Không được. Hồi xưa chị đi học là người ta kêu chị là Doraemon không á. Nãy mặt tròn tròn giống Doraemon. Tôi thấy bà mập như là chai anh thì có. Rồi có cái thằng đeo mắt kiến là Nobita. Rồi có cái thằng mỏ nhọn y chang như là Sico luôn. Hồi đó lớp chị đi học vui lắm nha. Lớp chị toàn là nhân vật huyền thoại không ha. Đâu á. Mấy đó giờ này nó biến hình hết chưa? Đẩy lên à, nó thành chuyển qua bên Pokemon rồi. Không còn là Doraemon nữa. Nó tiến quá theo thời đại quá ha. Đó, xịt vô. Ngon quá mấy bạn ơi. Nè, hấp dẫn ghê không? Mình sẽ úp sọt nó lại. Úp sọt nó lại. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Đây là một cái cuối cùng nghe. Xịt sô-cô-la vô. Nó mà gớt một cái là khóc tiếng miên luôn á. Đâu mà khóc tiếng miên thử tôi nghe coi. Đó là khóc tiếng rồi. Con mèo nó mới đẻ. Nè bây giờ thì mình sẽ để cái miếng này cuối cùng vô nghe. Đó, ok. Bây giờ thì đã hoàn thành xong 4 cái bánh gán Doraemon, còn gọi là bánh Dogayaki rồi nè các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng thưởng thức với mình nha. Cái này thì nó hơi bự một chút xíu, còn cái này thì nó vừa vừa, cái này thì nó méo méo, còn cái này thì nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà không sao, quan trọng vẫn là chất lượng. Bây giờ mình cũng đã chần chờ lâu lắm rồi và mình không thể nằm và đợi được nữa. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng ăn chung với mình nghe. Nè, cắn cái đi rồi mình cắn. 2, 3, phập. Bây giờ tới mình ăn nè. Ngon. Ngon. Ngon thiệt không? Ngon thiệt. Mà cái bánh này nó bự gấp 10 lần cái bánh của ông Doraemon luôn á mấy bạn. Này là bánh của cái ông Dogita. Ông gì? Ông Dogita. Ừ, ngon. Cái này là bánh của bà Chen. Nè, ngon không? Mình nghĩ á, nếu như mà mình bị lạc giữa dòng sông vậy nè, mà có một cái bánh Doraemon này mình ăn chắc mình lo mấy ngày luôn á mấy bạn. Tại vì cái bánh nó bự nè, thấy không? Hiện tại á, là mình ăn bây giờ là đã gần chiều chiều rồi. Chắc có thể là tới trưa ngày mai mình mới đói bụng nữa. Ngon quá. À, chút mình lăn xuống sông bây giờ. Lăn quỷ đi. Còn ăn gì không? Xuống ăn gì đi. Mẹ xuống đây ăn đi, chị quay cho. Ngon. Ăn đi. Xuống đây. Cho mình ăn, bạn ăn đi. Thôi, xuống đây ăn chung. Bạn với cá rồi. Xuống đây ăn chung nè. Người vừa không giữ, sợ à. Tôi thấy bánh có ngon gì đâu. Cho cá miếng. Nó thấy không? Ngon mà cho cá ăn. Ăn là phải có bạn ăn chung mới vui. Bà đem bánh xuống dưới, bà lặn xuống dưới bà ăn chung với nó.
ở chìm ở dưới lòng sông luôn hả? Ờ, tối ngủ với hà bá. Thật ra giờ chưa bao giờ được ngủ với hà bá. Xuống dưới đi, chút xíu tối nay ngủ với bà. Thôi không dám. Nè. Cảm ơn nha. Đã quá à. Cơm nào rượu sai rồi, mỹ nhân đâu? Mỹ nhân ở dưới đó. Người mà hung dữ sợ luôn vậy. Xuống đây ăn nè. Kêu ăn chung mà không ăn gì chưa. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ được ăn nha các bạn. Dạ, gã chi chung. Bây giờ mình sẽ ăn bánh nha các bạn. Đây, đây mà các bạn ăn với mình một miếng nha. Ở dưới sông này đó mấy bạn, tại vì hơi tối cho nên mình hơi đen, cho nên mấy bạn thông cảm nha. Bình thường mình đen lắm luôn á. Mời các bạn. Đen nhưng mà có duyên, đen nhưng mà đẹp trai đúng không? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Nếu các bạn hay đúng thì để lại bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy nó là đẹp trai á. Thôi nha, đừng bộ. Ủa, tao thấy mày đẹp trai thì tao nói mày đẹp trai thiệt. Mày cười cái biết rụng tim biết bao nhiêu người không? Làm như là tim thọng vậy đó, rụng tim. Kiểu như là bị say nắng á. Bánh này mấy bạn, không nói được cảm giác gì chứ. Mất cảm giác hả? Cầm cho. Đắng mà cố luôn. Tại vì chỗ này nó khác mà. Nhưng mà ở cái nhân ở trong mấy bạn nó ngon. Sucula, sakuli. Nếu bạn nào mà chưa ăn bánh này á, tốt nhất đừng ăn luôn. Sao vậy? Mình nói phải làm cái ghê quá. Mình thấy mình làm ngon á, giống như ở ngoài hàng bán, ở ngoài trường học của mình vẫn bán bánh gán Doraemon này nè. Nhưng mà mình cảm giác như là không có ngon bằng của mình làm hay sao á. Cho nên là sau này mình sẽ ở nhà tự làm và tự ăn luôn các bạn ơi. Chứ cho người ta có ăn được. Nói rồi á, các bạn biết rồi đó, ăn hết cái bánh rồi. Rồi sao? Rồi có mổ bà tử không? Chưa, tự tử đang khấm vô bà tử. Chuyên gia, cái mỡ cái miệng thì chơi mà cái tay thì thồn vô vậy nè. Có ăn đỡ hay không? Hai đứa mình ghe đang cho lại cái bụi lục bình nè mấy bạn, thấy không? Buổi chiều ở dưới đây cực kỳ mát mẻ luôn nè. Cá sấu mà nó lên xuồng cái ha. Làm giật mình. Vui luôn. Đây làm gì có cá sấu. Nhưng mà ở đây có người chết á. Ở khúc ở trên đó mấy bạn. Cho nên là tụi mình chỉ dám để ghe ở gần nhà chứ không có bơi lên trên kia. Tại vì trên kia mới có vớt xác người ta. Ghê lắm. Phải mấy hôm nay tụi mình tính bơi ghe đi làm video cho mấy bạn xem. Nhưng mà ở khúc trên đó rất là ghê, cho nên là tụi mình không có dám đi. Với lại thằng Di nó hay nhét ma mình nữa mấy bạn, cho nên là mình không có dám đi. Cứ đi và không có đường về. Giống như là cái chuyện mà hồi đó mình nằm mơ á, tối ngủ mà mình thấy có người rủ mình đi chơi nhưng mà mình không đi theo. Nếu như mà mình đi theo là người ta dắt mình đi luôn á, đúng không? Đúng không? Không. Đúng. Tôi thấy á, giấc mơ nó tào lao quá. Thiệt á, tự nhiên mình nằm mơ thấy có người lại nắm tay rủ mình đi chơi. Tới cái chỗ bờ sông cái đi kêu mình đi theo. Nhưng mà lúc đó chị không có đi theo, chị chạy về. Xong cái chị giật mình dậy. Cái người ta nói nếu như mà mình mà đi theo người đó là mình ngủ là mình chết queo luôn á. Thiệt á. Wow. Đau. Em nghẹt này. Đau. Ôi gì kỳ cục vậy chứ. Nè, mình đang ở giữa cái lòng sông cực kỳ mát mẻ luôn. Mình ước gì mình biết bơi được á, mình sẽ bơi lội tối ngày, bơi qua bên lại, bơi qua bên lại bên sông này luôn nè mấy bạn. Cho nó giảm cân bớt. Người ta nói á là bơi lội nhiều thì sẽ có body rất là đẹp luôn. Còn mình không biết bơi cho nên là mình vẫn cái thân hình cái bình ga này tới bây giờ luôn á. Ở dưới đây mát quá ha. Vài bữa nữa mình làm cái gì, cắm trại hay mình ngủ dưới đây đi. Ờ. Dám không? Dưới sông mà rồi cắm trại cũng điên được chứ.
Ok các bạn ơi, và cái clip của mình tới đây cũng sẽ kết thúc ở đây quá à. Tại vì chiều chiều rồi, bây giờ một chút xíu nữa là 5-6 giờ chật chật á, là ở dưới sông thấy ghê lắm. Cái khúc ở trên kia nữa rất là nhám nhúa luôn. Ghê lắm, ăn dở dở ghê lắm. Sikula chứ không phải ở trong nó khét đâu ngàn. Cho nên là tụi mình sẽ kết thúc video tại đây à. Nếu như các bạn nào thích video này thì để lại cho mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.